cửa hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và hôm nay thì bên con xin giới thiệu các cô chú một dòng đây là hồ điệp rừng. Và đây là hàng của Thái của chú, bên Thái về nó làm lại. Và hồ điệp này thì bên con lần đầu tiên nhập về Hoa Lan Quang Minh nha cô chú. Cây rất là đẹp luôn. Và đây là hàng là cái bông đuổi nha cô chú. Và khi cái bông này nó sẽ tàn thì cái nụ khác á, nó sẽ lên bông tiếp theo. Hoa nó cứ qua năm như vậy, và khi nào cây nó khỏe, nó tốt thì nó sẽ ra hoa. Hoa qua năm nha cô chú. Rất là xinh hoa luôn. Hồ điệp rừng hàng Thái. Đây là bông đuổi đó. Và hiện tại thì bên con nó có hai size cô chú. Một size là giá là 180.000, và một size là giá là 200. Và cô chú nào mua một cặp thì sẽ con sẽ giảm cho cô chú nha cô chú. Và đây là size 180.000 nè cô chú. Bản lá rất là đẹp luôn. Và có một số cây thì cái bờ hoa đang lên nè. Giá chỉ có 180.000 thôi. Và cô chú nào mua hai chậu sẽ có giá tiền là 330.000. Đây là size 180 nè. Cây rất là đẹp luôn nha cô chú. Bản lá xanh mướt luôn. Đây là hồ điệp rừng hàng Thái, mặt hoa đuổi nha cô chú, bông đuổi. Đây. Cô chú nhìn nè, khi nó xẻ ra cái hoa này nè, nó đang nụ nè. Mỗi lần nó chỉ nở khoảng 1 tới 2 hoa thôi, nó không nở chùm. Chỉ khi nào cái hoa này nó chưa tàn thì cô chú thấy nó nở chùm thôi. Hồ điệp hoa đuổi nha cô chú. Bên đây là size giá 180.000 nè. Cây rất là đẹp luôn, bản lá rất là xanh. Xanh mướt luôn cô chú. Nó cây rất là đẹp. Lần đầu tiên thì bên con mới về hàng hồ điệp rừng hàng Thái này nha cô chú, rất là đẹp luôn. Và bên đây là size giá tiền là 200 cô chú. 200 thì cây nó sẽ to hơn. Đây là size 200 này. Cô chú nào lấy một cặp thì sẽ có giá tiền là 370.000. Size rất là to cô chú. Bản lá cô chú nhìn là thấy thích liền. Rất là đẹp. Và có một số mặt hoa thì nó còn nhạt là do nó nằm trong thùng, nó nở của chú nên nó không được lên màu lắm. Tất cả đều chỉ có một mặt hoa thôi. Hoa thơm. Và hiện tại số lượng hẹn bên con chỉ có khoảng 100 chậu của chú. Và số điện thoại của hẹn bên con là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 4, Vĩnh Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan xin chào của chú.